phần thờ cúng, và phía trong những cánh cửa gỗ đang được đóng kín lại, đó là nơi để đồ tế khí của dân làng. Còn phía ngoài thượng cung ở đằng trước có nhiều bát hương mà các bác nhìn thấy đây ạ, là đồng bào ở đây thờ thành hoàng làng và các vị thần sông thần núi ngự xung quanh khu vực của Kim Long. Ngoài ra trên xà và hai bên đầu chúng ta nhìn thấy đây ạ, có hai dòng chữ Hán, đó là các cụ đã ghi lại ngày tháng năm dựng lên kiến trúc của ngôi đình này. Ta dịch ra rằng năm thứ 8 triều vua Khải Định, mùa đông ngày 21 tháng 11 năm 1920 23 thì dựng đình, đó là ngày tốt, đình có hướng tốt nên dân làng ở đây được lộc tốt và thịnh vượng. Thì thưa các bác, đoàn ta quan sát thấy ngôi đình ở đây được dựng trên thế đất là Tiền Thủy Hậu Sơn, cửa đình quay về hướng nam rất là linh thiêng. Và cái ngôi đình này xưa kia còn được mang tên là đình Kim Long, được dựng trên vùng đất Kim Long Rồng Vàng. Và vùng đất này thì thưa các bác, là từ xưa đến nay các cụ đã kể lại rằng trong ba cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như chiến tranh biên giới thì dân làng nơi đây đã có hơn 200 người con của đồng bào lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc, nhưng đều hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự và trở về nguyên vẹn. Bởi vậy hôm nay đến đây thì nếu các bác, các chú để ý quan sát đi ạ, thì ta sẽ thấy rằng đây là vùng đất duy nhất trong cả nước không có bia tưởng niệm liệt sĩ và không có nghĩa trang liệt sĩ ạ. Và chính vì sự linh thiêng này nên ngày nay ngoài những ngày lễ Tết theo phong tục tín ngưỡng của đồng bào ra, thì bà con nhân dân ở khắp các vùng lân cận cùng với bà con dân trên khắp đất nước Việt Nam chào mà bác đã trao toàn quyền chủ trì cho Tổng Bí thư Trường Chinh phụ trách. Thì cũng chính tại đây các vị đại biểu của ta đã thông qua lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách lớn của mặt trận Việt Minh và đưa ra quyết định quan trọng trong lịch sử, đó là bầu ra chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và khi đó trong danh sách chính phủ ta bầu lên từ Quốc dân Đại hội Tân Trào chỉ có 15 đồng chí thôi, và Bác Hồ đã vinh dự được bầu là chủ tịch với tên kính yêu là Hồ Chí Minh, chính từ Quốc dân Đại hội Tân Trào họp ở đây đấy ạ. Và thưa các bác, thì quốc kỳ, quốc ca mà đất nước ta sử dụng ngày hôm nay cũng được quy định chính từ Quốc dân Đại hội Tân Trào khi đó. Còn sân đình phía trước các bác nhìn thấy có một phiến đá tròn kìa. Thì theo phong tục tập quán của người dân ở đây thì bà con gọi đó là mâm thiêng của đình, hay còn gọi là phiến đá thiêng. Và dân làng thường đặt đồ cúng tế của mình lên mặt phiến đá đó để cúng tế thần linh thổ địa, rồi mới đưa vào trong đình Tân Trào ở đây để tế lễ. Nhưng hiện nay các bác nhìn thấy là cạnh cái phiến đá thiêng đó có một cái bia đá nhỏ, đó chính là dấu chân nơi Bác Hồ của chúng ta đã chọn vị trí trang trọng đứng cạnh phiến đá này vào sáng ngày 17 tháng 8 để đọc lời tuyên thệ ra mắt trước Quốc dân Đại hội. Và hôm đó trời ở đây mưa rất là to, nhưng Bác ốm dậy, sức khỏe còn yếu, Bác đã đi bộ từ trong lán Nà Nưa ra đây để đọc lời thề trước Quốc dân Đại hội. Thì thưa các bác, khi mà Bác Hồ đi đến sân đình thì lúc bấy giờ Bác thấy chân của mình còn lấm bùn, nên Bác đã xuống dòng suối Khuôn Pè hai hàng đứng trước cửa đình để chuẩn bị nghe Bác đọc lời tuyên thệ. Thì lúc bấy giờ đại biểu mới về Tân Trào nên các đồng chí chưa hiểu được phong tục tập quán của bà con địa phương ở nơi đây, nên ai cũng nghĩ rằng có lẽ khi đọc lời thề thì Bác sẽ đứng lên mặt phiến đá kia để đọc. Của chúng ta giành được thắng lợi trên khắp ba miền của đất nước, thì phiến đá thiên kia đã chứng kiến lời thề của Bác trở thành hiện thực, nên bà con nơi đây đã đặt tên cho phiến đá đó là phiến đá thề từ lúc bấy giờ đấy ạ. Và thưa các bác, thì ngôi đình Tân Trào mà các bác đến tham quan ngày hôm nay thì ngoài giá trị về thời kỳ lịch sử cách mạng, trong thời kỳ cách mạng và thời kỳ kháng chiến ra, thì đặc biệt là trong thời kỳ hòa bình, đó là ngày 20 tháng 3 năm 1961, Bác của chúng ta đã dành thời gian quay trở lại Tuyên Quang. Thì khi đó Bác đã về với Tân Trào của Tuyên Quang ở đây để thăm bà con nhân dân ở chính khu Tân Trào. Thì thưa các bác, hôm đó bà con đã tổ chức đón tiếp Bác chính tại ngôi đình Tân Trào lịch sử này. Và buổi trưa ngày hôm ấy thì các đồng chí cán bộ ở Tân Trào cùng với đồng bào địa phương đã chuẩn bị một bữa cơm từ ở thủ đô kháng chiến để đón tiếp Bác. Nhưng trưa hôm đó Bác đã từ chối bữa cơm trưa đó, không sinh hoạt cùng với các đồng chí cán bộ ở đây, bởi vì các đồng chí ca phục vụ cấp dưỡng có kể rằng trước khi đi công tác ở bất kỳ địa phương nào thì Bác cũng chuẩn bị cơm sẵn cơm nắm muối vừng để mang theo rồi. Và buổi trưa ngày hôm ấy Bác Hồ của chúng ta một nguyên thủ của quốc gia đấy ạ, và Bác sinh hoạt một bữa cơm trưa vô cùng giản dị, đó là Bác giải một cái lá cọ trên mỏm đá ở bờ suối Khuôn Pén trước cửa ngôi đình Tân Trào. Bác sinh hoạt bữa cơm trưa giản dị chỉ có cơm nắm và muối vừng thôi. Và hình ảnh giản dị đó đã được nhà thơ Mai Liễu đã viết trong một bài thơ, đó là Bữa cơm trưa bên bờ suối Khuôn Pén. Và bài thơ đó rất là hay, với 8 khổ thơ lục bát đã được đồng chí đã viết chính hôm mà Bác Hồ quay trở lại đây thăm chiến khu Tân Trào. Và trong đó có những vần thơ rất là giản dị như dặng dưới năm xưa đường xướng suối, phiến đá năm xưa Bác rửa chân, giải lá ven bờ cơm nắm mở,
suối vẫn reo và gió lặng im đấy ạ. Và thưa các bác, thì những hình ảnh giản dị đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Tân Trào ở Tuyên Quang ở đây. Và cùng với giá trị về lịch sử vô cùng to lớn, thì ngôi đình Tân Trào lịch sử này đã được dân tộc ta gọi đây là tiền thân của tòa nhà Ba Đình lịch sử. Và lịch sử dân tộc ta đã chứng minh rằng Quốc dân Đại hội Tân Trào được coi như hội nghị riêng hồng của thế kỷ 20, hay còn gọi đây chính là tiền thân của Quốc hội Việt Nam ngày nay đấy ạ. Và thưa các bác, thì như lúc nãy Trào đã giới thiệu ban đầu, đó là khu di tích này rất là rộng, có tất cả là 183 di tích. Thì hôm nay các bác, các cơ chú mới tham quan được hệ thống Sa Bàn, thể hiện tổng thể khu di tích quốc gia đặc biệt này thôi, và trực tiếp đi tham quan được 3 điểm di tích ngoài trời, và còn 180 điểm di tích nữa mà hôm nay đoàn ta chưa có thời gian để đặt chân đến tham quan trực tiếp được. Thì hy vọng một ngày nào đó gần đây nhất sẽ kính mời các bác, các chú quay trở lại Tân Trào, ta ở lại đây khoảng nửa tháng ăn cơm lam chấm muối vừng cùng hướng dẫn viên của ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Chúng cháu sẽ vinh dự được dẫn các bác, các chú đi tham quan hết tổng thể khu di tích lịch sử quốc gia Tân Trào và một gì khác ạ. Và có lẽ đến giờ chia tay rồi, thì thay mặt cho ban quản lý khu di tích, cháu xin gửi lời trân trọng cảm ơn toàn thể các bác, các chú trong đoàn đã dành tình cảm của mình với Tân Trào của Tuyên Quang, và hy vọng một ngày nào đó gần đây nhất sẽ vinh dự được đón tiếp đoàn ta ở Tân Trào này nhiều lần nữa. Tôi ông cùng đi xong rồi anh cứ lên đường trường xong rồi. Dạ vâng ạ, xin phép mời cháu mời các bác lên bảo tàng tham quan ạ. Đây là đồng nhân dân. Ai bây giờ, xu thế bây giờ người ta không biết đồng bào. Đánh bóng. Đổi hòa gia tường, đi tươi về tốt nhân đức kháng
xin đức ngài cùng họ độ trì cho các gia đình chúng con, các cháu ngày ăn trắng lớn ngoan hiền, lớn lên học giỏi thông minh sáng suốt hơn người thì thời, đỗ đậu đại đăng khoa lên đến làm người, có hữu ích cho tổ quốc non sống làm giảng danh quê hương dòng họ gia đình. Chúng con xin người cùng hộ độ trì cho các con trai, con gái, con dâu, con rể, các cháu nội ngoại của chúng con đã đi công tác cho nhà nước ở tất cả các nơi nhiệm tổ quốc Việt Nam được công thành danh toại, thắng quan tiến chức nên nương nói có người nghe, được trên yêu dưới bên dân tín quan trường luôn được anh thông gọi về, xin người phù hộ cho đoàn của chúng con mọi việc thành công đi đến nơi về đến chốn đang hạ gì cả. Đạo công an toàn quốc thời kỳ từ tháng 4 năm 1947 đến tháng 9 năm 1950, trên cơ sở đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời để tri ân cho các thế hệ đi trước, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định cho khởi công tôn tạo lại khu di tích vào ngày 14 tháng 8 năm 1999, tức là chỉ sau 4 ngày được công nhận là khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Và hiện nay sau nhiều lần tu bổ và tôn tạo, tổng diện tích của khu di tích vào khoảng 30 ha, nằm hoàn toàn tại thôn Đồng Đom, xã Ninh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Và hệ thống tham quan bao gồm phần thứ nhất là Bảo tàng Công an Nhân dân đặt tại khu di tích nhà Công an Trung ương. Tiếp theo là khu vực ngoài trời gồm có quần thể tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc và bức phù điêu. Sau đó là các điểm nhà di tích, nơi ở và làm việc của cán bộ chiến sĩ nhà Công an Trung ương thời kỳ đóng quân tại đây. Và địa điểm cuối cùng chính là điểm di tích sân bay Lũng Cò, được công nhận là sân bay quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thưa các bác, xin giới thiệu với các bác, trước mắt của chúng ta đây chính là mô hình Sa Bàn, tái hiện lại năm địa điểm mà nhà Công an Trung ương đã đóng quân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tháng 4 năm 1947, thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà Công an Trung ương đã di chuyển từ Phú Thọ lên đóng quân tại địa điểm đầu tiên, nơi mà chúng ta đặt chân tại đây ạ. Tại đây ạ, chính là nơi mà nhà Công an đặt chân đầu tiên, đóng quân ở đây được gần 4 năm thì nhằm đảm bảo cho an toàn và bí mật của lực lượng, đồng thời để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 được diễn ra tại Chiêm Hóa. Thì tháng 9 năm 1950, nhà Công an Trung ương đã di chuyển từ nơi mà chúng ta đang đứng tại đây là thôn Đồng Đom, di chuyển từ xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa tại đây ạ. Nhằm đảm nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, và bảo tàng rộng khoảng 2.000 m² trưng bày hơn 2.000 tranh ảnh và hiện vật có ý nghĩa đặc biệt cung kính, thể hiện lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với người tượng của Bác Hồ đúc bằng đồng tại một làng đồng nổi tiếng của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, cao 3.1 m, nặng hơn 2 tấn. Phía sau tượng Bác chính là hai lá cờ Đảng và lá cờ Tổ quốc, được làm từ đá quý, đá ruby vi đỏ do Công an tỉnh Yên Bái kính tặng. Và hai bên gian thờ chúng ta hát bức Hoành Phi Câu Đối, thể hiện những triết lý sâu sắc mà lúc sinh thời Bác đã căn dặn cho quần chúng nhân dân nói chung cũng như lực lượng công an nhân dân nói riêng. Và hai bên Sa Bàn phía bên tay phải trong đây ạ, chính là bức phù điêu Gò Đồng, thể hiện những chiến công lừng lẫy xuất sắc mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Và bức phù điêu Gò Đồng phía bên tay trái cháu đây ạ, chính là lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Và sau đây xin mời các bác chúng ta sẽ tham quan tại đây tầng 2 của bảo tàng, sau đó sẽ xuống tầng 1 để tham quan khu trưng bày mới thống nhất thành một lực lượng chung trên cả nước là nhà Công an Trung ương hay là Việt Nam Công an Phụ đấy. Ở đây chính là nhà Công an Trung ương và do đồng chí Lê Giản giữ chức giám đốc nhà Công an Trung ương đấy. Đây chính là những hiện vật mà chúng ta đã lấy lại được. Thế thì bây giờ có nhiệm vụ lắm.
chẳng được buồn chơi. Đây là tao ôm su ai, tao ôm mic. Mời con mơ. Đây là bác thứ tư đấy ạ. Không lấy ảnh đâu nha. Đây là ông đang vào hả? Rồi, rồi. Tớ chung này. 1, 2, 3 này. Kiểu nữa để chọn này. 1, 2. Kiểu nữa ạ. 1, 2, 3 này. Tôi đau lắm. Có bác nào chụp riêng không ạ? Đau hết cả người. Đau hết cả cân nữa. Cảm ơn mọi người. Đau hết cả người. Vâng. Các bác cứ đi xuống đi ạ. Để cháu sau đó thì cháu mời các bác lên ăn cơm. Cháu dẫn cái đoàn mình đi ạ. Rồi, rồi, rồi. Hỏi ta không đừng nói chữ nho thiên mới đi ạ. Trời đất và mình. Trời biết đất biết mình biết hắn thế là xong. Thế thôi. Thế vẫn còn thiếu hai thành phần nữa. Không, thành phần khác ra trong này hết. Ừ, không thể ra được. Dạ, không. Bên mặt, bên trái là thần, bên phải là quỷ. Không, không, không có quỷ, có thần nào cả. Có trời, có đất và có mình. Có trời là phải có đủ. Không, trời. Không có, chứng cho trời cũng không có, chỉ có đất không. Nhưng mà thôi, ta nói là có đất phải có trời. Có trời. Có đất phải có trời. Ra trời, kẻ đất. Thế thì bây giờ không có quỷ, không có thần nào hết. Được chưa? Bởi vì nó là con người ra đó. Kính thưa anh Nghĩa, kính thưa đồng chí phó trưởng ban quản lý khu di tích, anh em chúng tôi là gồm có các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Thanh Oai, nguyên là lãnh đạo xã Bình Minh qua các thời kỳ và các đồng chí cán bộ đang chức hiện nay. Trong một cái lộ trình của cái đoàn cán bộ nguyên là chúng tôi thì có định ra hàng năm, năm nay là đi thăm khu di tích lịch sử này, năm khác là đi thăm khu khác, và năm nay là nằm trong cái tiến trình là lên thăm trở về cội nguồn. Thế thay mặt cho tất cả các anh em trong đoàn xin trân trọng cảm ơn anh Sâm, giám đốc công an tỉnh, cũng là người quê hương, cũng là người quê hương Bình Đại. Thế hôm qua thì anh Sâm đã cùng với tất cả các anh các phòng ban trong sở
tiếp đoàn. Mặc dù hôm nay anh vắng mặt thì xin nhờ anh Nghĩa chuyển lời cảm ơn của tất cả anh em chúng tôi đến anh Sâm và chúc gia đình anh Sâm mạnh khỏe, luôn hướng về quê hương Bình Đà, Thanh Hoa. Thế và từ hôm qua đến hôm nay, thế và cũng xin cảm ơn các bác ở ban quản lý di tích của bộ đã nhiệt tình, nhất là cháu gái nhiệt tình hướng dẫn đồng chí lãnh đạo ban dành thời gian cho ông tôi ăn cơm no rượu say. Thì xin trân trọng cảm ơn và chúc các bạn ở khu di tích lịch sử là luôn luôn vui vẻ mạnh khỏe và đón được nhiều các đoàn khách đến thăm di tích lịch sử của Bộ Công an chúng ta. Xin chúc các bạn mạnh khỏe và thành công. Giám đốc công an tỉnh sinh ra và lớn lên ở đấy thì cũng là rất là vui, cũng là có chỗ chú Minh đây nữa, cũng là một người con ở Thanh Ngoài, cũng lại là thông gia với chỗ đồng chí Nghĩa, là cũng là một lãnh đạo các phòng ban của công an tỉnh tuyên quang, thì cũng lên đây cùng đoàn thì cháu cũng không biết nói gì hơn cả, thì cũng thay mặt cho đơn vị và cán bộ chiến sĩ chúc các bác là luôn luôn mạnh khỏe, cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, và các bác có nhiều chuyến đi nữa thật vui vẻ và bổ ích hơn, và hy vọng là bọn cháu sẽ được tiếp đón các bác nữa trong một thời gian gần đây nhất nữa. Cuối cùng là chúc các bác và vui vẻ. Thank you.